Tác hại của đại dịch COVID đối với trẻ em đang ở mức báo động. Theo lời Bộ trưởng Y tế Áo tuyên bố ngày 12 tháng Giêng, trong lúc nước này ghi nhận một kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID hàng ngày. Bộ trưởng Y tế Wolfgang Mückstein nói, số ca trẻ em và thanh thiếu niên bị các vấn đề về tâm thần đang tăng mạnh và kêu gọi đối phó khẩn cấp để giới trẻ vượt qua đại dịch này một cách khỏe mạnh. Được hỏi về một dự thảo luật bắt buộc tiêm chủng mà chính phủ đã quyết định vào tháng 12 năm ngoái nhưng chưa được thông qua, Bộ trưởng Y tế Áo cho hay tiêm chủng bắt buộc sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2 như dự trù. Áo đã áp đặt các biện pháp mới chống COVID trong tuần qua và chính phủ vẫn đang làm việc trên dự thảo luật để bắt buộc chích ngừa kể từ ngày 1 tháng 2 trong lúc biến thể Omicron lan rộng. Các biện pháp mới bao gồm rút ngắn thời gian cách ly xuống còn 5 ngày, yêu cầu mọi người mang khẩu trang khi ra ngoài, giới hạn hiệu lực của hộ chiếu vaccine trong vòng nửa năm. Chính phủ cũng tăng cường kiểm tra để đảm bảo là các cửa tiệm chỉ cho vào những người tiêm chủng đầy đủ hay đã bình phục từ COVID.